Thưa quý vị, tập đoàn khách sạn Hilton Worldwide vừa công bố kết quả kinh doanh quý tư, kèm theo đó là thông báo về việc tách riêng hai mảng hoạt động là mảng đầu tư bất động sản và mảng kinh doanh quyền sở hữu resort theo nhóm hay còn gọi là quyền timeshare. Tập đoàn khách sạn Hilton vừa tuyên bố sẽ tách riêng mảng bất động sản thành một công ty đầu tư bất động sản mang tên là RAIT. RAIT sẽ sở hữu 70 dự án bất động sản ở Mỹ và các quốc gia khác. Cổ phiếu của tập đoàn sở hữu khách sạn Waldorf Astoria này đã rớt giá mạnh trong suốt 12 tháng qua. Nhìn chung trong toàn ngành bất động sản dịch vụ, các tập đoàn kinh doanh khác cũng đang cùng chung cảnh áp lực cao như Hilton. Các nhà đầu tư kỳ vọng sau thương vụ tách riêng mảng đầu tư bất động sản, hoạt động kinh doanh của Hilton sẽ hiệu quả hơn. Mặt khác, mảng kinh doanh quyền sở hữu resort theo nhóm, hay còn gọi là quyền timeshare, cũng sẽ được tách riêng thành công ty Hilton Grand Vacation. Cả hai công ty mới đều là công ty niêm yết. Đồng thời với thông báo này, Hilton cũng công bố doanh thu quý tư tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Sau thông tin này, cổ phiếu của Hilton bật tăng 2,5% lên mức gần 21 đô la một cổ phiếu.